Như chúng ta biết thì chúng ta cũng chỉ còn khoảng tầm 5 tháng nữa để đảm bảo cái mục tiêu thông tuyến thủ tướng. Và cái bối cảnh hiện nay thì cũng rất là khó khăn, là trong cái điều kiện thời tiết tương đối bất lợi cho dự án và cái dịch Covid bùng phát trở lại. Thì về phía doanh nghiệp dự án thì đối với cái việc mà khắc phục về thời tiết, thì nhất là chúng tôi cũng chỉ đạo cái nhà thầu tập trung đẩy mạnh các cái công tác thi công đối với những hạng mục mà ít ảnh hưởng thời tiết mưa gió, như là cái hạng mục cầu đúc cấu kiện đúc sẵn và một số cái hạng mục mà ít ảnh hưởng thời tiết. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà thầu là sẽ tập trung toàn lực để mà đẩy nhanh công tác thi công trong những cái điều kiện thời tiết mà thuận lợi nhất trong mùa mưa. Ví dụ như trong một ngày chúng ta có một khoảng thời gian nhất định là không mưa, thì chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu tập trung toàn lực để đẩy nhanh công tác thi công. Bên cạnh đó thì chủ đầu tư cũng đã yêu cầu các nhà thầu là tập trung huy động vật liệu trong cái điều kiện hiện nay để mà đảm bảo là công trường luôn luôn đầy đủ nguyên vật liệu. Và một cái phương án cuối cùng đấy là chúng tôi luôn đảm bảo cho các nhà thầu đáp ứng được các cái công tác giải ngân để đảm bảo cái dòng tiền cho thi công. Và với tất cả những sự quyết tâm của các đơn vị trên công trường thì chúng tôi tự tin là có thể thông tuyến vào cuối năm 2020 theo chỉ đạo Thủ tướng của Chính phủ. Về phía Chính phủ thì hiện nay chúng tôi đã cũng cơ bản tháo gỡ được các cái khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án. Tuy nhiên còn một số cái vấn đề liên quan đến cái xác định cái vị trí trạm thu phí trên cái tuyến, thì chúng tôi rất mong cơ quan nước thẩm quyền cũng sớm xác định vị trí trạm thu phí để chúng tôi có thể triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo là trong năm 2021 là chúng ta có thể đưa vào dự án vào khai thác theo đúng cái chỉ đạo của Thủ tướng. Như chúng ta biết thì chúng tôi cũng đã hoàn thành toàn bộ công tác xử lý đê điếu vào trong quý 2 năm 2020 theo đúng cái kế hoạch đề ra. Tuy nhiên là để đảm bảo được cái tiến độ của chúng ta có thể đẩy nhanh hơn, thì trong cái giai đoạn vừa qua chủ đầu tư cũng cùng với cái cơ quan nước thẩm quyền cũng đã nghiên cứu một số cái giải pháp đẩy nhanh, như chúng ta có thể là điều chỉnh một số giải pháp kỹ thuật như tăng tải để tăng tốc độ lún, giảm cái thời gian chờ lún và một số cái giải pháp khác trong cái thời gian tới. Và chúng tôi cũng đặt mục tiêu cao nhất là để đảm bảo cái thông tuyến cuối năm 2020 và hoàn thành dự án trong năm 2021. Như đối với cái việc mà đẩy nhanh tiến độ thi công thì nó song hành với việc đấy nó sẽ là có cái phát sinh thêm cái chi phí, và cái chi phí này thì là chi phí hợp lý do chúng ta có cái mục tiêu là hoàn thành cái dự án trong năm 2021, và chính cái hoàn thành trong năm 2021 theo đúng cái tiến độ thì cũng là một cái giảm chi phí tổng thể dự án do đưa vào sớm vào khai thác và mang lại hiệu quả lớn cho các cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta đây. Dạ, chúng ta là khổ thông.
khi mà không tiến thì chúng ta túi là mặt đường theo hình thức PPP và thu phí OM. Thôi đầu tuần sau tao đưa lên cho tôi giúp biết. Dạ. Xong việc đi. Dạ. Tức là bởi vì này nó liên quan đến việc mà thu phí sao nào nữa, bá tiếng nữa, mình phải làm trước này đã. Mà hàng ngày cái lượng xe qua đây rất lớn, chúng ta không thu thì rất lãng phí. Đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi đầu tuần sau trình lên tôi xin phép quyết định. Không để chậm trễ cái này nữa về cái chuyện là thu phí trung lương của Hồ Chí Minh. Dạ, anh thu cả tuyến luôn. Gồm có là 1.700 tỷ trên 2.186 tỷ mà nhà nước đã đưa vào trong dự án này. Trước đây mình nói là thu phí trạm, nhưng bây giờ đưa cho tiền á thì đã giải ngân được 1.700 tỷ. Thứ hai nữa là tín dụng ngân hàng sáng rồi, bởi vì cái trạm thu phí cần phải biết sớm rồi. Khi cả trạm thu phí mình đặt công chứng dẫn thì mình phải cái thời gian mất hơn 10 tháng mới công xong, mà mình không biết sớm thì cho nên tôi chỉ nói lại là Thủ tướng đang kiểm tra cái tuyến này, biểu dương chủ đầu tư tỉnh Tiền Giang và đặc biệt là nhà đầu tư dự án, công ty Đèo Cả, đơn vị thi công tư vấn giám sát rồi đôn đốc thực hiện của thông vận tải, rồi các đơn vị cung ứng vốn của ngân sách của ngân hàng, công ty đã giải ngân một khối lượng rất lớn, 3.500 tỷ, trên 3.500 tỷ. Làm trong vòng mấy tháng mà bằng thời gian làm mấy lần 10 năm, 5 năm thời gian 10 năm. Và chính vì thế mà tiến độ cơ bản là đảm bảo được, và các ông chỉ phải cam kết chất lượng tiến độ sẽ được đảm bảo vào cuối năm nay. Thủ tướng đi cái tuyến này không tuyến từ đầu đến cuối, từ trung lương xuống dưới Mỹ Thuận, đấy là một cố gắng rất lớn. Ủy viên các đồng chí có liên quan đã được tổ chức thực hiện tiết mục này. Ở đây cũng có ý nghĩa rất lớn đối với nhân dân đồng bằng sông Cửu Long cũng như đối với kinh tế của khu vực quan trọng này. Nhân đây tôi yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục triển khai cầu Mỹ Thuận sớm nhất vì có tiền rồi. Thứ hai là Bộ Giao thông Vận tải đảm nhận cái việc là triển khai công trình từ Mỹ Thuận đến Cần Thơ trong khoảng ngăn giải ngăn trước cái số vốn là một điều chỉnh để bắt bằng ra mặt bằng, và chúng ta sẽ triển khai sớm cái tuyến Mỹ Thuận Cần Thơ, cho nên toàn tuyến sẽ được xử lý sớm nhất là đấy. Đồng thời nghiên cứu Cần Thơ Cà Mau đưa vào kế hoạch 2155 và 365 cây số từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương, Mỹ Thuận, Cần Thơ, Cà Mau sẽ được làm cao tốc trong thời gian này. Trước hết chúng ta làm toàn tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Cần Thơ sớm nhất. Đây là cam kết của chúng ta. Các đồng chí các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt cái kế hoạch này để đáp ứng được nguyện vọng chính đáng
phát triển đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cái tuyến duy nhất mà chúng ta thấy là nhân dân các đơn vị tư vấn giám sát và các nhà khoa học và tiếp tục nghiên cứu để cái mặt đường này hay chất lượng công trình này cái cách này nhíu này đảm bảo chất lượng không có sơ suất cho nào. Tập trung xây dựng anh chỉ đạo trên các thành phố. Tôi đủ như là nhiều cố gắng trong cái này để làm tốt như thế. Hầm Hải Vân là mình trong quá trình làm mình nổ mìn là mình quan cắt uống nó rất chấn động luôn. Tất cả cái gì đều có cái máy hết. Có người nữa đâu là nguyên nhân này. Cái này là thôi đi xuống tiến sĩ. Đúng rồi. Ông thi cái bài nó trên đây mà thêm cái này là cái kia luôn.